kính chào các bạn, xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là Phạm Xuân, hiện đang có mặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để theo dõi phiên tòa xét xử tên Nguyễn Viết Dũng, tên thường gọi Dũng Phi Hổ, đã bị bắt ngày 27 tháng 9 năm 2017 về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ xét xử vào ngày mai vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2018. Và hiện nay tôi đang ở tại thành phố Vinh để thông tin cùng với bạn đọc trên kênh Việt Vision, để cho các bạn nắm rõ thêm về tên Nguyễn Viết Dũng này. Tôi xin sơ lược cái hoạt động của tên Nguyễn Viết Dũng này cho các bạn cũng như quý vị khán giả cùng nghe. Nguyễn Viết Dũng sinh ngày 19 tháng 6 năm 1986 ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình thuần nông. Vốn có tư chất thông minh, lanh lợi, Nguyễn Viết Dũng đã từng tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia vào năm 2003-2004 và đã đoạt giải nhất cuộc thi tháng. Đến năm 2004, Dũng đã trúng tuyển vào khoa công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu của Việt Nam. Đáng lẽ Dũng phải tự hào vào điều đó. Đồng thời nỗ lực phấn đấu học tập theo ước nguyện của gia đình, nhưng với bản tính tự cao, tự đại, quá tự tin vào năng lực của mình, thay vì chí thú vào việc học hành dưới mái trường thì Dũng lại lao vào các cuộc vui chơi cùng bạn bè. Hậu quả tất yếu là trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2006, Nguyễn Viết Dũng liên tục nợ các môn, trượt nhiều học phần, và cuối cùng đến năm 2006, Nguyễn Viết Dũng đã bị nhà trường đuổi học. Thưa quý các bạn, theo thông tin chúng tôi đã nhận được thì gia đình của tên Nguyễn Viết Dũng này phải nói là có cái truyền thống rất là hiếu học, thuần nông nhưng mà có rất là hiếu học. Ngoài cái tố chất là của người con xứ Nghệ ra rồi thì bản thân ngay gia đình của tên Nguyễn Viết Dũng này cũng có cái truyền thống rất là tốt về vấn đề học hành. Nguyễn Viết Dũng còn có một người em gái hiện nay cũng đang là sinh viên ở một trường đại học Hà Nội. Thì riêng bản thân cô này, tôi có nhắn gửi một chút. Thứ nhất là tôi không nêu tên, cũng như tôi không nêu cái trường đại học mà cô đang theo học. Tôi chỉ mong rằng cô không có nên tiếp tục sa đà vào cái việc chống phá lại nhà nước, chống phá lại đảng, chống phá lại đoàn trường nơi cô đang theo học. Và đặc biệt là nếu cô tiếp tục mà chống phá như vậy, cũng như là tiếp tục quan hệ với lại những thành phần xấu, những thành phần phản động để binh vực cho anh trai cô, thì kết quả xấu sẽ đến với cô. Như vậy bản thân gia đình của cô, không những anh cô đã vào tù tội rồi, thì bản thân cô cũng không ra làm sao. Thì tôi chỉ có một cái lời khuyên đối với người em gái của tên Nguyễn Viết Dũng này là hãy từ bỏ con đường có những cái suy nghĩ lệch lạc, chống phá lại nhà nước, chống phá lại đoàn trường cô đang theo học. Chú tâm vào cái việc học hành để mà xứng đáng là con ngoan trò giỏi, không có phụ lòng tin vào gia đình bố mẹ đã nuôi cho cô ăn học cho đến trưởng thành. Tôi mong là như vậy. Quay trở lại tên Nguyễn Viết Dũng. Thưa với các bạn, từ những cái sai lầm, tên Nguyễn Viết Dũng thay vì tỉnh ngộ thì lại tiếp tục lao vào quan hệ với một số các cái thành phần xấu trong xã hội, và tiếp tục lao vào nữa là quan hệ với một những thành phần có những tư tưởng, những hành động phản động, chống phá lại nhà nước. Cụ thể đó là bọn Dân Chủ Cụi hay là bọn Nô và một số cá nhân khác nữa. Dũng đã lợi dụng cái việc biểu tình chống Trung Quốc, tuyên truyền, đã kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ xúc phạm danh dự lãnh đạo đảng, nhà nước. Ngày 2 tháng 4 năm 2015, Nguyễn Viết Dũng đã thành lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Cũng vào năm 2015, Nguyễn Viết Dũng đã bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng và đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 12 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù thì tên Nguyễn Viết Dũng đã được trả về địa phương. Sau khi về địa phương thì cứ ngỡ rằng tên Nguyễn Viết Dũng này sẽ ăn năn hối cải làm lại cuộc đời. Tại vì tuổi còn trẻ mà, đó, để mà giúp được cho bản thân gia đình, rồi giúp cho bố mẹ già yếu vân vân, thì tên Nguyễn Viết Dũng này lại tiếp tục lao vào chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách điên cuồng hơn, một cách có bài bản hơn, có hệ thống hơn, có tổ chức hơn. Chẳng hạn như tên Dũng đã cấu kết với một số thành phần Việt Tân và đã được tổ chức Việt Tân cũng như các thành phần chống cộng cực đoan ở nước ngoài gửi tiền về tài trợ mua sắm những thiết bị như là laptop, smartphone, precam và một số thiết bị nghe nhìn khác dùng cho các cái hoạt động chống phá lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như là ăn chơi cá nhân, tiêu xài cá nhân và đồng bọn. Dũng đã công khai cắm cờ ba sọc trên nóc nhà của mình ở quê, rồi lên cùng đồng bọn lên trên hang Bác Bó ở Cao Bằng, một địa danh lịch sử, công khai cắm cờ ba sọc, rồi vào Dinh Độc Lập vào dịp 30 tháng 4 năm 2017 vừa qua cũng cầm cờ ba sọc chụp hình. Những cái hành động đó Nguyễn Viết Dũng đã gửi cho các tổ chức chống cộng cực đoan cũng như tổ chức Việt Tân ở nước ngoài, đồng thời các tổ chức đó lại gửi tiền về cho Dũng tiếp tục tiêu xài cùng đồng bọn. Bên cạnh đó, tuyên truyền viết những cái bài viết tuyên truyền nói xấu chế độ, nói xấu đảng trên Facebook cá nhân. Với những cái hành động vi phạm như vậy, ngày 27 tháng 9 năm 2017, tên Nguyễn Viết Dũng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An bắt ngay tại giáo xứ Sông Ngọc. Tên Nguyễn Viết Dũng cứ ngỡ rằng là giáo xứ Sông Ngọc là cái nơi an toàn để cho nó trú chân, nó ẩn nấp, nhưng không nơi nào trên đất nước Việt Nam này mà gọi là an toàn cho cái bọn phản động cả hết. Thì giáo xứ Sông Ngọc hay ở cái nhà thờ của tên Nguyễn Đình Thục cũng thế thôi. Công an, cơ quan an ninh của công an tỉnh Nghệ An đã vào ngay tại giáo xứ Sông Ngọc bắt tên Nguyễn Viết Dũng này. Và qua một thời gian mà điều tra, đến nay đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Dũng. Thì ngày mai, theo thông báo ngày mai vào lúc 8 giờ tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ xét xử sơ thẩm tên Nguyễn Viết Dũng này. Thưa với các bạn, qua quan sát khi trưa thì tôi thấy rằng là tên Lưu Quang Phát ở Hoài Đức, Hà Nội, Nguyễn Tuấn Nghĩa ở Hà Nội, Đỗ Thanh Vân ở Hải Phòng, Trần Hải Hoàng Anh là những thành viên trong cái đảng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà do tên Nguyễn Viết Dũng này làm đảng trưởng đó, cũng đã có mặt tại thành phố Vinh. Và bên cạnh đó có một số tên đã nghe theo lời kêu gọi hiệp thông của một số tên linh mục phản động ở vùng Quỳnh Lưu, Diễn Châu, cũng đã có mặt tại thành phố Vinh để mà tiếp sức hà hơi cho cùng đồng bọn có thể gọi là gây rối vào bên ngoài phiên tòa vào sáng ngày mai. Đó là theo dự đoán của tôi nhé. Đó, và bên cạnh đó thì tôi cũng được biết rằng là cái tên Emily Pager cũng đã kêu gọi đồng bào trong nước hãy xuống đường biểu tình cổ vũ cho tên Nguyễn Viết Dũng, cũng như là kêu gọi kiều bào ở nước ngoài quyên góp tiền để hỗ trợ cho tên Nguyễn Viết Dũng vào xét xử vào ngày mai. Đó, tức là ở
Bên Mỹ thì Emily Barger đã hô hào kêu gọi người dân trong nước xuống đường để biểu tình, để mà giúp sức hà hơi cho tên Nguyễn Đức Dũng. Và trong nội địa, trong nước thì ngay tại thành phố Vinh thì bản thân những tên linh mục phản động ở các giáo xứ ở vùng Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũng đã hô hào một số tên kéo nhau về thành phố Vinh, cũng như là những cái tên đồng bọn của trong cái đảng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa do tên Nguyễn Viết Dũng làm đảng trưởng, thì chúng nó tụ tập nhau lại tại thành phố Vinh để mà hà hơi tiếp sức, có thể là gây rối vào phiên tòa sáng ngày mai. Thì đó là theo dự đoán của tôi là như vậy. Thì thưa với các bạn, tôi cũng thông báo luôn đó là lượt trở lại quá trình mà cái chuỗi hoạt động chống phá của tên Nguyễn Viết Dũng này. Và tất nhiên các cơ quan tố tụng của tỉnh Nghệ An sẽ xét xử công khai vào sáng ngày mai. Nhưng theo tôi thì tôi đề nghị các cơ quan tố tụng của tỉnh Nghệ An nên nghiên cứu có một bản án thích đáng để mà răn đe với những cái tên đồng bọn của nó còn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng nó cứ nghĩ rằng là pháp luật Việt Nam là chủ yếu là nhân đạo, chủ yếu là giáo dục, răn đe là chính, còn khi trừng phạt thì nhẹ thôi. Cho nên chúng nó vẫn tiếp tục phá rối, chúng nó tiếp tục có những cái hành động chống đối lại chính quyền, bôi xấu lại lãnh tụ, lãnh đạo, đảng cầm quyền, vân vân. Vì sao mà phải có cái bản án thích đáng đối với tên Nguyễn Viết Dũng? Vì thứ nhất, tên Nguyễn Viết Dũng này là tái phạm, tức là đây là vi phạm lần thứ hai. Lần thứ nhất là gây rối trật tự công cộng, vi phạm vào điều 245 của Bộ luật Hình sự. Thì kỳ này, lần này là vi phạm vào điều 88 của Bộ luật Hình sự. Hai là tên này là cổ suý, thường xuyên cổ suý và tôn thờ cái lý tưởng của chính quyền tay sai Việt Nam Cộng Hòa. Cụ thể đó là sử dụng lá cờ ba que và sử dụng cái bộ quân phục của quân đội tay sai Việt Nam Cộng Hòa làm biểu tượng của đảng của tụi nó. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là chống phá nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hệ thống, có tổ chức một cách quyết liệt và sử dụng các cái thiết bị công nghệ để mà chống phá. Cho nên ba cái lý do đó thì tôi đề nghị với lại cơ quan tố tụng của tỉnh Nghệ An cũng nên nghiên cứu có một bức án kịch trần thích đáng về cái tội danh của tên Nguyễn Viết Dũng này. Đó là sơ lược toàn bộ cái diễn biến hoạt động của tên Nguyễn Viết Dũng cho các bạn theo dõi, cũng như là theo quan sát từ trưa cho đến bây giờ ở ngay tại thành phố Vinh. Và cuối cùng thì tôi cũng thông báo với các bạn cũng như quý vị khán giả biết rằng phiên tòa ngày mai sẽ được hoãn vì lý do không có luật sư bào chữa cho bị cáo. Tôi xin nhắc trở lại, phiên tòa xét xử tên Nguyễn Viết Dũng ngày mai dự kiến diễn ra vào ngày mai, tức là ngày 28 tháng 3 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ được hoãn vì lý do là không có luật sư bào chữa cho bị cáo. Như vậy, tôi là Phạm Xuân vẫn tiếp tục theo dõi những thông tin diễn biến xét xử tên Nguyễn Viết Dũng này một cách kịp thời, nhanh nhất để đưa tin đến cho các bạn trung thực nhất. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.